Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả Tây Tử Tự. chương 89, Tương lai Đều là những người đàn ông trưởng thành với máu nóng, thân thể gần gũi như thế, tự nhiên nổi lên chút phản ứng. Đầu óc chu ra ngư có chút hỗn loạn, hắn cũng không ngại lúc này cùng lâm trục thủy tiến thêm một bước nữa. Trên thực tế, kể từ ngày xác định quan hệ yêu thương với lâm trục thủy, Chu Gia Ngư đã âm thầm mong đợi điều này. Lâm Trục Thủy cũng cảm nhận được Chu Gia Ngư động tình, hơi thở của hắn cũng trở nên nóng rực, nhưng hắn nhẹ nhàng mở miệng, ngậm lấy tai Chu Gia Ngư, ghé sát vào tai hắn thì thầm, hôm nay không được. Tại sao? Chu Gia Ngư bật thốt lên, hắn cúi đầu, đặt đầu lên lồng ngực Lâm Trục Thủy, nói, ta muốn cùng tiên sinh. Ai cũng biết cùng nhau thực sự có nghĩa là gì. Không có gì chuẩn bị, ngươi sẽ bị thương." Lâm Trục Thủy cắn nhẹ vào tai Chu Gia Ngư, "Ta không muốn đối với ngươi tùy tiện như vậy." Cảm giác mềm mại từ tai lan tỏa khắp cơ thể Chu Gia Ngư, hắn cảm nhận được sự chân thành của Lâm Trục Thủy, thậm chí còn cảm thấy một loại xúc giác đặc biệt trên đùi mình. "Được rồi." Nói ra được những lời này đã tốn hết dũng khí của Chu Gia Ngư, lúc này hắn có chút nhụt chí, nói, "Tiên sinh, ngươi nói cũng có lý." Hắn đang muốn rời đi, đi tắm nước lạnh để tỉnh táo lại, ai ngờ lại bị Lâm Trục Thủy kéo lại. "Nhưng có thể dùng tay." Lâm Trục Thủy thì thầm, "Ta sẽ giúp ngươi." Chu Gia Ngư nhìn thấy dáng vẻ động tình của Lâm Trục Thủy, đầu óc lập tức nổ tung. Một ngày kia, Lâm Trục Thủy và Chu Gia Ngư đều vắng mặt trong bữa sáng. Lâm Giác đầy mặt vui mừng, biểu hiện giống như con trai con dâu cuối cùng cũng tu thành chính quả. Thầm nhất cùng đầy mặt khổ sở, lại bắt đầu xoắn suýt khi nào mình mới có thể yêu đương. Những người khác lại có chút hoảng hốt, luôn cảm giác việc Lâm Trục Thủy yêu đương thật sự quá khó tin. Buổi trưa, Chu Gia Ngư mới cùng Lâm Trục Thủy xuất hiện trước mặt mọi người. Hai người này đã làm gì, hơi có kinh nghiệm người đều có thể nhìn ra. Đôi môi Chu Gia Ngư hơi sưng, bên dưới tai mang theo dấu đỏ liên tiếp, hắn vẻ mặt hốt hoảng bị lâm giác kéo đến bên người quán nhi lâm giác rất ôn nhu gọi hắn sư bá chu gia ngư bị vẻ mặt của cô làm cho sợ hãi làm sao vậy lâm giác nói người có thể ngồi ghế được không chu gia ngư không hiểu ra sao có gì mà không thể ngồi hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh lâm giác biểu tình động tác đều rất tự nhiên lâm giác nhìn thấy tình huống này biểu tình tràn đầy khó mà tin nổi, chẳng lẽ là trục thủy. Cô chỉ mới nói nửa câu, liền thấy lâm trục thủy cũng ngồi đối diện cô, còn lạnh lùng hất cầm lên. Lâm giác, đầu óc ngươi bên trong rốt cuộc đều chứa cái gì mà nghĩ bậy bạ như vậy. Lâm giác, cô đột nhiên cảm thấy muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại. Nhìn từ tư thế của hai người này, bọn họ chắc chắn là chưa tiến hành bước cuối cùng, nếu không tư thế của họ sẽ không tự nhiên như vậy. Dù sao hai người này đều là người mới, kỹ thuật chắc chắn còn thiếu sót. Ai? Lâm giác thở dài, nghĩ tới việc này cô thật là mất công, không biết khi nào mới có thể yên lòng được. Lâm trục thủy nhíu mày, người vẫn nên lo lắng cho mình nhiều một chút đi. Lâm giác yên lặng đốt điếu thuốc. Sau khi giải quyết hết các vấn đề cốt lõi, mọi người liền dự định trở về. Lần này bọn họ đã thu thập được rất nhiều thông tin quan trọng trong đó một phần là về thân phận thần bí của nam nhân đội đấu bồng. Lấy được bức ảnh liên quan đến hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, tốn chút công sức thì có thể tra ra gia thế của hắn. Lâm Giác và Lâm Trục Thủy đều rất để ý việc này, sau khi về nhà liền bắt đầu tìm kiếm manh mối, mong muốn nhanh chóng tìm ra thân thế của nam nhân đội đấu bồng. Bất quá, vấn đề về nam nhân đội đấu bồng còn chưa giải quyết, Lâm Giác lại gặp một phiền phức mới một buổi sáng sớm, bảo vệ thả vào một nam nhân cao to, nam nhân trông rất anh Tuấn, dáng dấp là tiêu chuẩn của loại cổ điển mỹ nhân, tuy rằng giữ một đầu tóc ngắn gọn gàng, nhưng trên người lại tỏa ra một loại khí tức cổ điển và đậm chất lịch sử. Chu Gia Ngư vừa nhìn thấy liền mơ hồ đoán được thân phận của hắn, bởi vì bên cạnh hắn còn quấn quanh nhàn nhạt tử khí, loại tử khí này, Chu Gia Ngư chỉ từng thấy ở thất tinh tốt bên kia cái tiểu kim trên thân rồng. Lâm Giác lúc đó đang mặc áo ngủ, vén tóc mái lên và cùng bọn họ vui sướng chơi mặt trược. Khi người kia đi tới, Hoàng Thử Lang, vốn đang đại sát tứ phương trên bàn mặt trược, đột nhiên nhảy lên từ trên ghế và chạy mất như một làn khói, trong ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ, thoạt nhìn rất kiêng kỵ nam nhân này. Lâm Giác không hiểu chuyện gì, quay đầu nhìn phía sau, gặp người đứng ở cửa. Người là ai? Mặc dù không nhận ra người này là ai, Lâm Giác cảm thấy có điều không ổn. Cô chậm rãi đứng lên, có chuyện gì? Lâm Giác, nam nhân trực tiếp đi vào, đưa tay ra với cô, chào cô. Chào anh, Lâm Giác do dự một chút, vẫn nắm tay nam nhân. Kết quả cô vừa nắm liền hối hận, bởi vì trên mặt nam nhân lộ ra một nụ cười rất xáo diệu. Ta đến tìm ngươi để lấy đồ. Lâm Giác nói, thứ gì? Nam nhân khom lưng, môi ghé vào tai Lâm Giác, trầm thấp nói, vảy ngược của ta. Nụ cười miễn cưỡng của lâm giác lập tức cứng đờ, trong nháy mắt hiểu ra thân phận của nam nhân, cô hét lên một tiếng liền muốn lui về phía sau, tay lại bị nam nhân nắm chặt. Hà, nam nhân nói, ngươi muốn quỵt nợ. Lâm giác nhìn xung quanh với vẻ bất đắc dĩ, xin lỗi, vảy ngược không còn, ta cũng không biết nó chạy đi đâu. Nam nhân nói, vậy bây giờ phải làm sao? Lâm giác biểu tình có chút ủ rũ, người muốn làm sao thì làm. Nam nhân nhẹ nhàng hừ một tiếng, hất cầm lên, người bồi thường đi. Lâm giác đôi môi ngập ngừng, cười khổ nói, ta thật muốn bồi thường, nhưng thế gian này có thể thường nổi vải ngược, ta tạm thời chưa tìm được. Không sao, nam nhân nói, ta sẽ tìm được. Hai người họ đang dây dưa, Chu Gia Ngư nhanh chóng ra ngoài gọi điện thoại cho Lâm Trục Thủy, nói sư bá xảy ra chuyện bị chủ nợ tìm tới lâm trục thủy phản ứng bình tĩnh nói lạnh nhạt không quản cô ta đó là bản thân cô ta tự chuốc lấy chu gia ngư nói nhưng đó là một con rồng mà vạn nhất sư bá nhổ dâu nó lâm trục thủy nói nhổ dâu thì sao nhiều nhất chỉ làm vài trận mưa rào mà thôi kết quả hắn vừa nói xong giữa bầu trời liền bắt đầu sấm vang chớp giật trời vốn đang nắng trói trang bỗng nhiên bị mây đen dày đặc che phủ. Chu Gia Ngư trợn mắt ngoác mồm nhìn trời, còn thật là mưa. Cho nên Tiểu Kim Long lại bị nhổ lông sao? Không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, Chu Gia Ngư sau khi cúp điện thoại trở lại trong phòng liền thấy Lâm Giác ngồi trên ghế salon trột dạ hút thuốc, còn Kim Long thì ngồi đối diện cô, mặt không cảm xúc nhìn cô. Chu Gia Ngư nhìn tình cảnh này, nghĩ thầm sư bá nhà mình vẫn còn may không phải là nam nhân. Nếu không hắn thật sự cảm thấy tìm tới cửa sẽ biến thành ôm một đứa trẻ ba tuổi Tiểu Kim Long. Lâm Trục Thủy đồng ý cho ta ở đây. Tiểu Kim Long nói, người không có quyền can thiệp vào. Lâm Giác bật dậy, ta muốn cùng hắn lý luận, ngươi đừng tưởng ở đây. Cô lập tức xông ra ngoài, xem bộ dáng là đi tìm Lâm Trục Thủy. Vì vậy trong phòng chỉ còn lại Chu Gia Ngư và Tiểu Kim Long hai mặt nhìn nhau. Tiểu chỉ từ ghế salon ló đầu ra, nó cũng cảm thấy long khí nên có chút sợ sệt. Cuối cùng, Lâm Giác dãy rùa vẫn là thất bại, vì Lâm Trục Thủy chỉ nói với cô một câu. Nếu như ngươi có thể tìm được một con rồng khác nguyện ý ở đây, ta có thể từ chối hắn. Lâm Giác trong nháy mắt không lời nào để nói, thời đại này yêu ma quỷ quái số lượng đều đang giảm rồng sắp trở thành chỉ có trong thần thoại mới có thể nhìn thấy. Cô từ đâu lại đi tìm một con rồng đến? Cho nên, Lâm Trục Thủy kết luận, nhận mệnh đi. Lâm Giác khóc giống thất thanh, biểu thị chính mình thật hận tuổi trẻ của mình, lúc đó không nên nhận lấy vải ngược, nếu không nhận lấy vải ngược thì sẽ không có ngày hôm nay muốn hoàn nợ. Lâm Trục Thủy chỉ yên tĩnh nghe, chờ Lâm Giác giả khóc xong, trực tiếp phất phất tay làm cho cô đi ra khỏi phòng mình. Liền như vậy, bọn họ lại có thêm một thành viên, trong sân nhiều thêm mấy chiếc vải lớn, vải bên trong chứa nước, chính là nơi ở của Kim Long. Chu Gia Ngư ban đầu còn suy nghĩ chẳng phải là mỗi ngày đều phải thay nước cho Tiểu Long, nhưng sau khi tỉ mỉ nghiên cứu, hắn phát hiện Kim Long một khi ở trong vại, nước liền biến thành dòng chảy, trong nước phảng phất có nguồn suối giống nhau, sóng nước lăn tăn. Chu Gia Ngư nhìn mà than thở, Nghe nói long khí đối với cơ thể con người rất có lợi, từ xa xưa đến nay thân thể sẽ trở nên rất khỏe mạnh, rất nhiều ốm đau đều sẽ tự lành. Cũng khó trách lâm trục thủy hào phóng đồng ý cho tiểu kim long vào ở, loại này trăm năm khó gặp ai mà từ chối được. Hoàng thử lang ban đầu rất sợ tiểu kim long, sau đó phát hiện tiểu kim long không có ác ý với nó, mới chậm rãi khống chế được bản năng sợ hãi, lại bắt đầu ra đánh mặt trược. Tiểu chỉ đối với tiểu kim cũng thật tò mò, mỗi ngày liền ở bên cạnh tiểu kim, lén lút quan sát. Chu Gia Ngư có lý do để đợi đến khi tiểu kim cùng họ tới, tiểu chỉ hào hứng sông lên ôm tóc của tiểu kim. Khi tiểu kim đến ở đây, mọi người trong phòng đều rất vui vẻ, đương nhiên, trong đó không bao gồm lâm giác. Lâm giác mấy ngày nay hút thuốc số lượng kịch liệt tăng lên, nhưng nếp nhăn trên trán của anh ta lại càng trở nên sâu hơn thẩm nhất cùng vẫn là người thô lỗ nhất trong số họ. Mấy ngày trước anh ta hoàn toàn không nhận ra thân phận thực sự của Tiểu Kim. Chỉ đến khi Tiểu Kim đến và các vại được chuyển đến trong sân, anh ta mới tỉnh mộng nói, cái vại này có ích gì không? Dùng để đựng nước dưa muối à? Sau đó, anh ta nhìn thấy cảnh các vại được xoa mặt trượt biến thành rồng và đi vào trong buổi tối. Thẩm nhất cùng bị kích thích và hoảng sợ, trong vài ngày, anh ta luôn lẫn lộn, suy nghĩ linh tinh về việc anh ta và rồng đánh mặt trược. Chu Gia Ngư nhìn thấy và cảm thấy giờ khóc giờ cười. tuy nhiên khả năng thích ứng của đại gia năng lực vẫn rất mạnh mẽ. sau mười mấy ngày Tiểu Kim đã hoàn toàn trở thành một phần của họ. Chu Gia Ngư vẫn đang nấu cơm và vẫn còn thời gian để hỏi Tiểu Kim về mọi thứ. trong khi đó Lâm Giác và Lâm Trục Thủy luôn tập trung vào việc điều tra về người đội đấu bổng sự và có một số dấu hiệu tích cực. Đó là gia đình Mạnh. Lâm Trục Thủy thu thập được thông tin và trực tiếp nói với họ, Mạnh Gia ở thành phố Nam. Mạnh Gia, tuy rằng Chu Gia Ngư không rõ về các gia tộc phong thủy, nhưng thẩm nhất cùng đã nghe về họ từ trước, những gia đình này không phải mọi người đều gặp phải vấn đề sao. Mạnh Gia là một gia đình phong thủy đặc biệt. Ước chừng là sợ Chu Gia Ngư không biết, Lâm Trục Thủy giải thích, bọn họ bộ tộc đều tôn thờ lửa và sinh sống theo nguyên tắc của lửa. Sinh sống theo nguyên tắc của lửa. Chu Gia Ngư không hiểu lắm, nghĩ rằng sinh sống theo nguyên tắc của nước vẫn có thể được tưởng tượng ra ở bờ sông, nhưng việc sinh sống theo nguyên tắc của lửa là gì? Nhưng đó là lửa từ núi lửa. Lâm giác chỉ vào bàn, toàn bộ bộ tộc sinh sống ở gần đó. Tôi nhớ rằng hướng đông bắc, có 14 ngọn núi lửa đang hoạt động cùng nhau tạo thành một vùng sơn quyền sống. Họ ở đó. Chu Gia Ngư kinh ngạc, cảm thấy những điều này thực sự là một trò chơi đầy thách thức, không sợ sống bên cạnh ngọn núi lửa. Núi lửa này phun trào hơn 40 năm trước, lúc đó là lúc nóng nhất. Mạnh gia vừa kịp tôn thờ lửa, nghe đâu không ai trong bộ tộc chạy thoát được. Thẩm nhất cùng cũng biết về liên quan lịch sử của mạnh gia, việc này rất nổi tiếng trong giới phong thủy, dù sao một bộ tộc lớn như vậy bị diệt vong, nhưng họ đã tránh được không có ai trong bộ tộc sống sót, đó là một biện pháp độc đáo trong một thiên tai không ai có thể nghĩ đến. Nghe đâu Mạnh gia lúc đó rất mạnh mẽ và có địa vị cao trong xã hội. Gia tộc của họ rất giàu có và họ luôn tránh xa những vấn đề không tốt, dường như họ đã tận dụng tốt tình thế. Nhưng lại có một gia tộc lại không hiểu ra sao bị một cú đột một xuất hiện của núi lửa phun tiêu diệt. Núi lửa phun không phải đến sớm đã có dấu hiệu mạnh mẽ sao? Chu Gia Ngư thực sự cảm thấy có chút khó tin, làm sao có thể phun ngay lập tức như vậy, và người nhà của gia tộc Mạnh lại không phản ứng gì? Có một số việc rất khó giải thích. Lâm Giác thở dài nói, giống như như trường hợp của Từ Thị, có lúc có những sự kiện vượt ra khỏi phạm sáu hiểu biết của chúng ta. Khi nhắc đến Từ Thị, không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn chu gia ngư vuốt ve tiểu chỉ nằm trong lòng một cách nhẹ nhàng mạnh gia tế hỏa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và tất cả các hậu duệ tôn thuộc gia tộc đều phải tham gia lâm giác tiếp tục chính vì điều này có thể nói rằng gia tộc mạnh đã gần như bị tiêu diệt chỉ còn lại một số ít người không đạt tới trình độ tài nghệ của những người khác về sau toàn bộ gia tộc đã rời bỏ và trong hai năm qua không ai nghe được gì về họ đó là người mạnh gia Chu Gia Ngư nhìn vào bức ảnh mà Lâm Trục Thủy đặt trên bàn. Trong bức ảnh, ba người đều mỉm cười hạnh phúc, bất kể là cha, mẹ hay con cái, họ đều tràn đầy niềm vui. Tuy nhiên, có lẽ do tâm lý tác động của Chu Gia Ngư, anh cảm thấy rằng dù nụ cười của họ trông vui vẻ, nhưng lại làm cho người nhìn cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là hai người lớn tuổi. Sự lo lắng trong ánh mắt của họ càng trở nên rõ ràng hơn. Ồ, Thực ra lúc đó còn có một lời đồn. Lâm Giác nói, đó là gia tộc Mạnh đã tìm ra một vật phẩm quý giá. Vật phẩm đó là gì không ai biết, nhưng có người nói rằng nó có thể dự đoán vận mệnh, và cũng chính vì điều này mà gia tộc Mạnh bị tiêu diệt bởi vận mệnh. Chu Gia Ngư nghe tin tức về gia tộc Mạnh, cảm thấy bên trong mình rất nặng nề, có lúc mặc dù người ta nói rằng con người kiểm soát số phận của mình, nhưng nếu số phận muốn bạn chết, bạn có thể không thể sống sót. Tôi cũng nghe đồn như vậy." Thẩm Mộ Tứ nói, và có vẻ như có bằng chứng chứng minh điều này. "Bằng chứng là gì?" Lâm Giác hứng thú hỏi. Thẩm Mộ Tứ trả lời, "Mặc dù hàng năm gia tộc mạnh đều phải tổ chức nghi lễ tế hòa, nhưng thực tế không cưỡng bức tất cả các hậu duệ chính thống phải tham gia. Dù có những người được miễn, nhưng chắc chắn có những người sẽ gặp phải những vấn đề quan trọng không thể trở về, và nghe đâu hơn 40 năm trước, khi tổ chức nghi lễ gia tộc mạnh đã công bố một thông điệp rằng những người không trở về sẽ bị xóa tên khỏi gia phả xóa tên trực tiếp dù nghi lễ tế tự quan trọng nhưng liệu có cần phải làm điều này không lâm giác phân tích tuy rằng nghi lễ tế tự quan trọng nhưng có cần thiết phải làm điều này không giống như một sự kiện quan trọng của cả cộng đồng và vấn đề này có liên quan đến một vật phẩm quý giá vì vậy vào lúc đó mọi người trong gia tộc mạnh đều trở về thầm mộ tứ nói, nhưng các hậu duệ Tôn, theo tôi nghĩ, không có cơ hội sống sót. Trong bức ảnh đó, ai là người mạnh ra? Chu Gia Ngư nghi ngờ. Hắn là người nhà họ Mạnh, Lâm Trục Thủy nói, nhưng lại là một người bị xóa tên khỏi gia phả của gia tộc Mạnh. Khi nghe điều này, mọi người đều bất ngờ. Trong hình, người đàn ông đó là con trai thứ ba của Mạnh gia, nhưng quan hệ của hắn với gia đình không tốt bởi vì hắn yêu một người phụ nữ trong mạnh gia mà gia đình không chấp nhận cha hắn thậm chí là mạnh gia đã đe dọa hắn rằng nếu muốn tiếp tục quan hệ với người phụ nữ đó tên hắn sẽ bị xóa bỏ khỏi gia phả mạnh lâm trục thủy kể lại câu chuyện từ năm đó một cách lạnh lùng sự việc này đã gây ra rất nhiều rắc rối vào thời điểm đó nhưng sau đó nó đã bị lấn át bởi một sức mạnh nào đó ít người biết đến vậy hắn vẫn chọn người phụ nữ đó trong bức ảnh hình ảnh của cặp vợ chồng và con cái đã làm sáng tỏ mọi thứ, Chu Gia Ngư nhấn mạnh, hắn bị xóa tên khỏi Mạnh gia, không tham gia lễ tự, liệu hắn đã tránh được số phận đen đủi không? Lâm Trục Thủy gật đầu. Vậy là vậy à? Chu Gia Ngư cảm thấy bất ngờ khi liên kết với Tử Kinh Hỏa, một người từ một gia tộc đã diệt vong và chỉ còn lại vài người, chắc chắn cũng có mối liên hệ với Mạnh gia trong một khía cạnh nào đó. Có tin đồn rằng con trai thứ ba của gia tộc Mạnh đã qua đời hơn 20 năm trước và hài cốt của hắn được chôn trong nghĩa trang gia đình. Lâm Trục Thủy tiếp tục, nhưng trước khi qua đời, hắn đã có một đứa con trai với vợ của mình. Đứa con trai này đã trở nên bí ẩn và bây giờ dường như có mối liên kết với Tử Kinh Hỏa. Vậy là vậy, Lâm Giác thở dài, cũng là một câu chuyện đáng tiếc. Nhưng câu hỏi là, vì sao hắn đã kích động Tử Kinh Hỏa làm những việc đó? liệu rằng hắn có ý định phục hồi mạnh gia khi nhìn vào thông tin trước mắt chu gia ngư cảm thấy rằng suy luận này khả thi tôi sắp đi thăm nghĩa trang mạnh gia lâm trục thủy nói một cách quyết đoán tôi muốn làm sáng tỏ một số điều lâm giác nói nhưng năm đó mạnh gia có rắc rối liệu họ còn có mộ tổ nào chứa cất tôi có thể tìm ra vị trí đại khái nếu con trai thứ ba của mạnh gia có thể được chôn cất ở đó chắc chắn sẽ còn lại một số dấu vết. Lâm Trục Thủy chỉ vào bàn tay là thời điểm để kết thúc câu chuyện này. Chu Gia Ngư nghe và cảm thấy một cái gì đó không ổn trong lòng. Khi quay về phòng ngủ vào buổi tối, anh lấy ra tờ giấy da bò mà từ kinh hòa gửi, dù đã nghiên cứu nó từ lâu nhưng vẫn không tìm ra điều gì bí ẩn trong đó. Đây là cái gì vậy? Chu Gia Ngư cảm thấy rất mơ hồ, ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh, anh lấy điện thoại di động ra và chụp lại mặt trước của tờ giấy để gửi đi. Anh gọi điện, nhưng không có ai nhấc máy. Trong khi anh cảm thấy thất vọng, một giọng nói trầm buồn vang lên từ điện thoại. Alo, trên điện thoại, giọng nói thật sự là của từ kinh hòa, mang theo một sự buồn bã uể oải. Từ kinh hòa, Chu Gia Ngư hoảng sợ, không ngờ điện thoại lại đột ngột reo lên. Chu Gia Ngư, đúng không? Từ Kinh Hòa cũng nhận ra giọng của Chu Gia Ngư qua điện thoại. Sao lại gọi đến điện thoại của tôi? Chu Gia Ngư trả lời thành thật, có phải là bạn gửi cái thư chuyển phát nhanh không? Từ Kinh Hòa, hắn im lặng một lúc, sau đó phản ứng bằng một cách phẫn nộ, mắng một câu về việc viết số điện thoại của mình lên đó. Chu Gia Ngư mỉm cười, chắc chắn không phải bạn gửi thư chuyển phát nhanh. Từ Kinh Hòa, ở nơi tôi sống có thể gửi thư chuyển phát nhanh. Hắn dừng lại, chuyển sang chủ đề khác, bạn gọi điện thoại có việc gì? Tôi muốn hỏi về tờ giấy bọc 11 mang bạn gửi. Nó có ý nghĩa gì? Chu Gia Ngư cầm tờ giấy đó trong tay, dù nhìn từ mọi góc độ, nó vẫn giống như một tờ giấy bọc 11 măng bình thường, không có gì đặc biệt. Để máu của bạn chảy lên. Từ Kinh Hòa nói, giọng điệu u ám, bạn sẽ nhìn thấy tương lai bạn quan tâm nhất từ trên cao. Chu Gia Ngư ngạc nhiên, tại sao lại? Vâng, tôi cũng thấy nó. Từ Kinh Hòa nói, tôi thấy điều tôi quan tâm nhất. Hắn ngưng lại, giọng nói trở nên yếu ớt, thuộc về tương lai của từ thị. Chu Gia Ngư thắc mắc, tại sao lại gửi cho tôi cái này? Nhưng từ Kinh Hòa không trả lời câu hỏi của Chu Gia Ngư, mà đơn giản chỉ cúp máy điện thoại khi nghe tiếng bận rộn bên kia đường dây, Chu Gia Ngư cảm thấy mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay. Tờ giấy bọc 11 mang ban đầu dường như chỉ là một tờ giấy thông thường, nhưng giờ đây nó trở nên nặng nề hơn trong tay anh. Liệu có thực sự có đồ vật giúp nhìn thấy được tương lai? Chu Gia Ngư có chút nghi ngờ, nhưng trong lòng anh cũng hiểu, không có lý do gì từ kinh hỏa lại gửi cho anh tờ giấy này. Chu Gia Ngư quyết định thử một lần nữa. Anh đứng dậy, mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc châm, sau đó đâm vào ngón tay của mình để lấy máu. Anh chấm máu lên mặt giấy bọc 11 măng. Ngay khi máu tiếp xúc với giấy bọc 11 măng, một loạt các hình ảnh bắt đầu hiện lên liên tiếp. Trên tờ giấy, những hình vẽ trừu tượng giống như các bức tranh cổ đại trên tường. Trong số đó, có một chi tiết mà Chu Gia Ngư chú ý đặc biệt, một con chim đứng trên lưng một con rùa. Con chim có lông màu đen, cánh rộng màu vàng nhạt, đứng trên lưng của một con rùa đen. Hình ảnh này hiện ra trong một không gian trời xanh sáng. Chu Gia Ngư cảm thấy như đang bị hút vào một không gian kỳ lạ. Anh lơ lửng giữa không trung, hình ảnh trở nên biến dạng và mơ hồ, không thể nhìn rõ ràng. Chu Gia Ngư, âm thanh vang lên trong tai anh và anh nhận ra ngay đó là giọng của Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư lâm trục thủy gọi tên anh một cách nhẹ nhàng và anh cảm nhận được sự yêu thích trong giọng của anh ta mọi thứ xung quanh chu gia ngư đột nhiên chuyển sang màu đỏ đỏ màu của lửa trong hình ảnh lâm trục thủy đứng trước mặt anh được bao bọc bởi ngọn lửa và dần dần ngọn lửa lan tỏa lên cơ thể anh không chu gia ngư cảm thấy như đang bị đóng băng máu trong cơ thể đang đông lại và hình ảnh dần trở nên rõ ràng hơn anh nhìn thấy lâm trục thủy đứng trong ngọn lửa nhưng vẫn nói nhẹ nhàng chu gia ngư lâm trục thủy vẫn giữ vẻ ôn nhu hãy quên ta đi anh ta nói rồi từ từ quay lưng tiên sinh tiên sinh chu gia ngư hét lên trong sự mê muội anh lảo đảo chạy về phía trước nhưng hình ảnh của lâm trục thủy không thể bị can ngăn tiên sinh tiên sinh anh hét lên thảm thiết nhìn thấy hình ảnh của lâm trục thủy biến mất trước mặt mình và rồi mọi thứ dừng lại chu gia ngư trở về hiện thực tinh thần anh trở lại bình thường và anh nhận ra rằng mình đang ngồi trên giường vẫn cầm trong tay tấm da châu giấy như trước mà lúc này góc trên bên phải của giấy bao mười một mang đột nhiên hiện lên một cái đồ án nhỏ làm cho chu gia ngư nhận ra rằng mọi thứ vừa xảy ra không phải là giấc mộng đồ án đó có hình dáng giống hệt với những gì chu gia ngư đã thấy trong đầu như một phản chiếu chính xác Tế Bát. Chu Gia Ngư nói trong trạng thái hơi khàn khàn, ngươi. Cuối cùng thì ngươi là ai? Chương 90, dấu vết. Khi nghe câu hỏi của Chu Gia Ngư, Tế Bát đứng yên trên chiếc rùa, vẻ mặt bình tĩnh không mấy biểu lộ, ta chỉ là một con kim ô ba chân. Đồ này trên giấy là gì vậy? Chu Gia Ngư nhớ lại hình ảnh mà anh vừa thấy, cảm giác trong người trở nên nóng bức, nó. Thực sự là tương lai. Đúng vậy, đó là tương lai. Tế bát khẳng định, nhưng Chu Gia Ngư, tương lai có thể thay đổi. Chu Gia Ngư không nói gì. Chỉ cần có người thành công, có người thất bại, người biết rằng vách núi đang đứng trước mặt, cần phải tránh né việc tự làm tổn thương mình, và tìm ra cách giải quyết thích hợp. Tế bát cúi đầu, nhẹ nhàng chỉnh sửa lại bộ lông của mình, vẻ mặt của nó tràn đầy vẻ nghiêm túc, nhưng cũng mang một chút thần thánh. Vậy Lâm Trục Thủy trong tương lai sẽ thay đổi thế nào? Chu Gia Ngư hỏi, trước đây, anh đã nói rằng kể từ khi tôi đến, tương lai của Lâm Trục Thủy đã thay đổi. Tế Bát trả lời, ta có thể xác nhận điều đó. Chu Gia Ngư vừa muốn nói thêm, nhưng Tế Bát đã ngắt lời, tuy nhiên, cho đến thời điểm đó, không ai biết thay đổi sẽ đạt đến đâu. Chu Gia Ngư không có gì để nói. Ông nhìn vào tờ giấy bao 11 măng trên tay mình, im lặng trong suy tư. Tế Bát tiếp tục, dù bạn hiện đã biết một phần của sự thật, nhưng tôi phải đưa ra một gợi ý, đó là bạn không nên quá lo lắng về việc trả thù hay phá hủy cuộc sống hiện tại, bởi vì hiện tại tồn tại vì tương lai, và có thể mối quan hệ giữa bạn và Lâm Trục Thủy sẽ là yếu tố quyết định thay đổi tương lai. Chu Gia Ngư vẫn im lặng, và Tế Bát cũng không biết phải nói gì thêm. Nó cất tiếng thở dài, gãi nhẹ vào miệng của mình bằng móng vuốt sau đó nói, từ kinh hòa, không nên quá tin tưởng vào hắn, hắn không bao giờ từ bỏ cơ hội để hại bạn. Chu Gia Ngư nhớ lại thảm họa của từ thị, rõ ràng, dự đoán về tai nạn của từ thị được từ kinh hòa nói trước đã được ghi trên tờ giấy bao 11 măng này. Và từ khi nhìn vào tờ giấy bao 11 măng, có vẻ như không chỉ có anh mới thấy được một tờ giấy như vậy. Được, tôi sẽ thử một lần. Cuối cùng, Chu Gia Ngư quyết định tạm thời từ bỏ việc này. Những gì tế bát nói thật có lý, quá mức quan tâm vào vấn đề này có thể gây ra hậu quả ngược lại. Vì vậy, anh đặt tờ giấy bao 11 mang lại vào hộp gỗ, để nó trên giường. Tuy nhiên, dù có như vậy, những hình ảnh đó vẫn gắn bó vững chắc trong tâm trí của Chu Gia Ngư. Anh không thể ngừng nghĩ về việc có thể kết hợp với lâm trục thủy như thế nào, và anh gần như không thể nào ngủ được trong thời gian thường chu gia ngư rất ít khi mất ngủ nhưng đêm qua anh gần như không thể ngủ và vào ngày thứ hai anh có hai bóng đen dưới mắt anh đáp trả mọi người một cách lạnh lùng thẩm nhất cùng hỏi anh đã làm gì vào tối qua nhìn thấy anh như người gần chết chu gia ngư nói rằng anh đang suy nghĩ về cuộc sống con người thẩm nhất cùng hỏi anh đang suy nghĩ về cuộc sống con người như thế nào chu gia ngư nói tôi đang suy nghĩ về cuộc sống của bạn và số mệnh. Thẩm nhất cùng nghe vậy, giận dữ quay ra rời đi, tuyên bố rằng Chu Gia Ngư đã công khai phân biệt đối xử với những người độc thân và cần phải chịu sự chỉ trích nghiêm khắc. Sự việc này khiến mọi người không quan tâm tới lý do Chu Gia Ngư không ngủ. Sau bữa ăn, Chu Gia Ngư liền lén lút gọi điện cho Từ Kinh Hòa. Từ Kinh Hòa nghe điện thoại, ngay lập tức hỏi Chu Gia Ngư thấy được gì. Đừng quan trọng làm gì ta thấy được, tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu, liệu tương lai có thể thay đổi không? Chu Gia Ngư nắm chặt điện thoại, giọng nói hơi căng thẳng. Từ kinh hỏa từ cách Chu Gia Ngư nói đã đoán được điều gì, thở dài, tất nhiên là có thể, không phải vì lúc đó tôi làm như vậy là vì lý do gì đâu. Chu Gia Ngư, theo quan điểm của tôi, trong tương lai, Từ thị không dự đoán được tai nạn, nó không ảnh hưởng đến tôi, mà lại là tất cả mọi người hiện tại ít nhất là còn có tôi và một số đứa trẻ còn có bạn trong tay có tiểu chỉ chu gia ngư nghe thấy điều đó trong lòng cảm thấy hỗn loạn nếu tôi chọn không đúng hướng từ kinh hòa nói với vẻ buồn bã cuối cùng không thể thay đổi điều gì mà tôi muốn thay đổi nhất chu gia ngư nuốt nước bọt vậy anh chưa nói hết đã bị từ kinh hòa cắt đứt tôi khuyên bạn tốt nhất không nên kể cho lâm trục thủy biết về điều này Bây giờ tôi nhận ra rằng sai lầm lớn nhất của mình chính là kể cho Từ lão biết, nếu tôi không nói gì cả mà tìm cách lừa gạt Từ lão ra khỏi Xà Sơn, có lẽ lịch sử sẽ thay đổi. Hắn cười khổ, tất nhiên, khi đó tôi có thể trở thành tội phạm của Từ thị, nhưng có lẽ điều đó còn tốt hơn. Toàn bộ tộc đã bị tiêu diệt. Chu Gia Ngư không nói gì, anh cảm thấy bản thân mình đã tiếp nhận quá nhiều thông tin, trong thời điểm này anh cảm thấy khó khăn để xử lý toàn bộ anh cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Dù sao, quyết định này ảnh hưởng đến tương lai của anh và Lâm Trục Thủy. Vậy thì đủ rồi. Từ Kinh Hòa nói, tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn thông tin đến đây. Chu Gia Ngư cảm ơn. Từ Kinh Hòa không trả lời, chỉ đơn giản cúp điện thoại. Chu Gia Ngư nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại di động trên tay, mặt trở nên tự trách anh cảm thấy mình đang rơi vào một cái hố sâu. Cứ mỗi bước chân anh đi, anh cảm thấy mình đang chìm sâu hơn và cố gắng để kháng chỉ khiến mình chìm sâu hơn. Ước chừng là do sự kiện này ảnh hưởng, Chu Gia Ngư trở nên hơi mất tinh thần. Rõ ràng nhất là khi anh đang chuẩn bị nấu cơm, anh đã nhiều lần cắt vào ngón tay của mình. Trong suốt vài ngày qua, tay anh đã quấn đầy vết thương lần đầu tiên anh làm điều này là vì anh thất vọng và vô cùng buồn bã đã đâm thủng nồi cơm với sự vô ý kết quả của tình huống này là chu gia ngư hoàn toàn không phản ứng và lâm trục thủy đã không làm gì cả anh trực tiếp tuyên bố rằng chu gia ngư trong thời gian này cũng không được phép tiến vào nhà bếp vì cả dao và nồi đều không được sạch sẽ tiên sinh tôi không sao chu gia ngư cố gắng giải thích lâm trục thủy nắm chặt tay anh giọng nói lạnh lùng, cắt tay sáu lần trong một tuần, vẫn không sao. Anh có ý định phải mất ngón tay mới thấy làm điều gì không? Chu Gia Ngư không thể nói gì. Lâm Trục Thủy lấy một cục bông gòn và mỡ bôi lên vết thương của Chu Gia Ngư, sau đó băng lại. Trong phòng, không ai dám phản đối Lâm Trục Thủy. Mặc dù mọi người muốn tỏ ra không quan tâm, nhưng sự bất mãn vẫn là rõ ràng, thậm chí Hoàng Thử Lang cũng thể hiện sự không hài lòng. Tôi không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi." Chu Gia Ngư cúi đầu và nhìn thấy cách Lâm Trục Thủy xử lý vết thương, anh nói nhỏ, "Tôi cảm thấy rằng vết thương này so với việc thẩm nhất cùng làm thực sự là không đáng kể." Thẩm nhất cùng đang ngồi chơi điện thoại, nhưng nghe thấy điều này, anh ngay lập tức nhảy dậy từ ghế và nói với sự giận dữ, "Quán Nhi, ý của anh là gì?" "Tôi làm gì đến mức đáng sợ như vậy à?" Anh vén cánh áo lên và chỉ vào nhà bếp. Nếu anh đi nhanh đến đó, bạn sẽ thấy tôi làm một bát đồ ăn cho bạn thử. Không được đâu." Chu Gia Ngư cố gắng ngăn cản nhưng không thành công. Anh nhìn Thẩm Nhất Cùng nhanh chóng rời khỏi phòng đi vào nhà bếp. Ở đây, mọi người đều lộ ra vẻ mặt thống khổ khi ăn qua mì sợi của Thẩm Nhất Cùng, và Chu Gia Ngư cũng không thoải mái mấy. Tuy nhiên, anh chú ý đến động tác tút ống tay áo của Thẩm Nhất Cùng, có vẻ quen thuộc như đã từng gặp ở đâu. Sau 20 phút, Thẩm Nhất cùng mang ra đồ ăn. Khuôn mặt anh trông bình thường, và trên bàn có rau dưa và một quả trứng gà rất rực rỡ, đây chắc chắn không phải là cách Thẩm Nhất cùng thường làm, nên anh đã có tiến bộ. "Đến đây, thử đi." Anh mở tạp dề và phát biểu lớn, "Nếu không ngon, không cần trả tiền." Mọi người trong phòng không động, Thẩm Mộ Tứ, người trí tuệ nhất trong gia đình Thẩm, đã kinh ngạc trước sự tiến bộ của Thẩm Nhất cùng thẩm nhất cùng quét mắt qua mọi người và phát hiện rằng họ đều tránh né ánh mắt anh anh tức giận có cần thiết phải đối xử với tôi như vậy không tiểu kim tiểu kim bạn thích nhất hãy thử xem tiểu kim một đứa trẻ không có kinh nghiệm gì nghe thẩm nhất cùng nói như vậy mà không biểu hiện cảm xúc gì cả chỉ lặng lẽ nhận bát ăn đi thẩm nhất cùng đưa đũa cho cậu tiểu kim lấy đũa gắp một miếng và đưa vào miệng mọi người im lặng nhìn anh và thẩm nhất cùng rất mong chờ biết mùi vị của món ăn nhưng bất ngờ họ nghe tiếng nổ vang từ ngoài cửa sổ và một cơn mưa lớn bắt đầu rơi xuống phủ kín toàn bộ khu vườn mưa mùa xuân có thể rơi dày đặc như vậy là chuyện hiếm gặp tiểu kim đặt chén xuống và nói với thẩm nhất cùng anh có ý định giết tôi sao thẩm nhất cùng cảm thấy nước mắt rơi xuống mặt trốn vào tay che mặt không ngừng than rằng mọi người quá đối xử với anh. Nhiều người không bị ảnh hưởng bởi sự việc này, nhưng thẩm nhất cùng thực sự cảm thấy rằng cách họ đối xử với anh là quá đáng. Cậu cảm thấy mình đang đặt mạng sống lên bàn cờ chỉ vì một bữa ăn. Chu Gia Ngư cảm thấy khó chịu, một lần nữa nhận ra mình đang ở một vị trí quan trọng trong gia đình. Buổi tối, Lâm Giác vẫn làm việc ngoài. Sau khi ăn xong, Chu Gia Ngư dự định đi vào phòng nghỉ, nhưng lại bị lâm trục thủy gọi lại hãy đi ra ngoài một chút với tôi lâm trục thủy nói chu gia ngư tất nhiên đồng ý và theo anh ra cửa bây giờ thời tiết đã qua cảnh lạnh của mùa đông thay vào đó là bầu không khí của mùa xuân mọi thứ trở nên sống động hơn với sự xuất hiện của cây cỏ mới mọc và không khí mát mẻ lâm trục thủy và chu gia ngư cùng đi dọc theo con đường nhỏ trong khuôn viên Mặc dù đã lâu như vậy từ lần cuối cùng đến Lâm gia, nhưng Chu Gia Ngư vẫn chưa đi hết mọi nơi trong viện. Lâm Trục Thủy dẫn anh đi phía trước, và Chu Gia Ngư tiếp tục theo sau, chỉ một chốc lát đã bắt gặp được một cảnh tượng lạ thường. Trong khuôn viên có một dòng suối nhỏ, và đây là lần đầu tiên Chu Gia Ngư nhìn thấy nguồn suối. Một tòa non bộ cực kỳ đẹp được đặt ở đỉnh của một tảng đá lớn, với những cây cỏ mọc tự nhiên và rêu xanh anh nhìn thấy một dòng suối dò dỉ từ giữa non bộ rồi chảy vào khuôn viên không xa nơi đó còn có một cây cầu nhỏ dưới ánh trăng sáng ngời tạo ra một bức tranh tuyệt vời trên mặt đất lâm trục thủy đứng ở bên cạnh non bộ hơi nghiêng đầu quay mắt về phía chu gia ngư cậu đang suy nghĩ về điều gì chu gia ngư lắng nghe tôi trước khi anh kịp nói gì lâm trục thủy đã đặt ngón tay cái lên môi của anh tín hiệu yêu cầu giữ im lặng. Cậu không nên nói dối với tôi. Chu Gia Ngư im lặng. Nói chuyện đi. Lâm Trục Thủy yêu cầu. Chu Gia Ngư vẫn im lặng. Anh nghĩ rằng có lẽ không nên tiết lộ sự thật cho Lâm Trục Thủy như từ Kinh Hòa đã đề xuất. Lâm Trục Thủy có chút không hài lòng với sự im lặng của Chu Gia Ngư. Và anh nói, Chu Gia Ngư, tôi không muốn cậu giấu đi điều gì với tôi. Chu Gia Ngư cảm thấy hơi bất ổn, Nghĩ rằng mỗi lần anh mở miệng là anh sẽ bị đoán biết. Anh, anh chưa kịp nói gì, Lâm Trục Thủy đã gợi lên biểu hiện không hài lòng trên mặt anh. Anh có quan hệ với gói hàng mà anh nhận được trước đó. Có vẻ vậy. Trong một nháy mắt, Chu Gia Ngư đã bị Lâm Trục Thủy phát hiện sự căng thẳng trong biểu hiện của mình. Anh? Lâm Trục Thủy nghe thấy một tiếng anh và nhăn mày, anh có quan hệ gì với nó? Chu Gia Ngư anh gọi một tiếng anh làm thế nào anh có thể bị phát hiện như vậy chu gia ngư lâm trục thủy ngôn ngữ rõ ràng biểu lộ sự không hài lòng và anh nói tôi chỉ muốn biết một điều nếu tôi phát hiện cậu giấu đi thông tin quan trọng từ tôi với ý định bảo vệ tôi cậu sẽ nghĩ gì chu gia ngư hiểu được điều mà lâm trục thủy muốn nói anh cảm thấy lòng bàn tay của mình ấm áp anh đặt tay trên lòng bàn tay lâm trục thủy cảm nhận sự lạnh lẽo nhẹ nhàng của anh tôi ở đây câu này ta ở đây vuốt lên chu gia ngư trong lòng lo sợ bất an hắn thấy lâm trục thủy mặt nghiêng bị đè nén mấy ngày cảm xúc phun phát ra hắn nói tiên sinh từ kinh hỏa nói cho tôi hắn cho tôi tờ giấy kia có thể nhìn thấy tương lai tôi làm theo lời hắn nói cậu nhìn thấy gì lâm trục thủy hỏi tôi thấy anh trong ngọn lửa chu gia ngư vẻ mặt hoảng hốt chậm rãi miêu tả những ngày qua hình ảnh của anh ngọn lửa bao quanh anh đốt cháy thân thể của anh anh biến mất trong ngọn lửa lâm trục thủy nghe xong chỉ cười chỉ vậy thôi sao chu gia ngư xác nhận rằng đúng như vậy lâm trục thủy nói chu gia ngư nếu trước đó không gặp cậu kết cục có lẽ sẽ như vậy nhưng vì gặp cậu sau đó mọi thứ đã thay đổi anh dừng lại một chút rồi tiếp tục tôi sẽ kể cho cậu nghe về một sự kiện chu gia ngư lắng nghe lâm trục thủy mở miệng mạng của tôi có hai giai đoạn, một ở tuổi 18 và một ở tuổi 30. Thanh âm của anh nhàn nhạt, chậm rãi truyền đạt, khiến Chu Gia Ngư cảm thấy lạnh lẽo. Lần đầu tiên anh biết rằng mình đã gần như mất lâm trục thủy. Ở tuổi 30, anh phải trải qua năm sự kiện và việc anh gặp phải nguy hiểm vào mùa hè không phải là điều ngạc nhiên. Nhưng may mắn thay, lúc đó Chu Gia Ngư đã xuất hiện và sử dụng máu của mình để giải cứu anh, Lâm Trục Thủy vẫn chưa bao giờ kể cho ai nghe về điều này, có lẽ anh lo lắng về họ. Chu Gia Ngư nghe xong cảm thấy không thoải mái, mong Lâm Trục Thủy nếu có tình huống như vậy trong tương lai, anh sẽ kể cho anh biết trước. Lâm Trục Thủy đồng ý, nhưng anh nói với Chu Gia Ngư rằng không cần giấu giếm điều gì. Sau một thời gian trò chuyện, Chu Gia Ngư cảm thấy mình hiểu được nhiều hơn và một số vấn đề anh đã xử lý không còn lo lắng. Anh tin rằng nếu Lâm Trục Thủy rơi vào nguy hiểm, anh sẽ hy sinh mình để cứu anh. Sau mấy ngày, Chu Gia Ngư cuối cùng hồi phục và không còn bị tổn thương ở tay nữa. Liên quan đến Mạnh gia, Lâm Trục Thủy cũng nhận được một số tin tức, cho biết sau khi cặp vợ chồng Mạnh qua đời, họ đã được chôn cất riêng, với chồng được chôn tại mộ tổ Mạnh gia, trong khi vợ thì không được phép đi vào mộ. Mộ tổ Mạnh gia không dễ tìm. Nhưng nơi chôn cất vợ có thể dễ dàng hơn. Lâm Giác nói, chúng ta có nên đi xem không? Có thể tìm được gì. Có thể. Lâm Trục Thủy đồng ý với đề xuất của Lâm Giác. Vì vậy, đoàn người lần thứ hai xuất phát, đi máy bay hướng đông bắc. Mạnh gia nguyên quán chính là tại đông bắc, Mạnh gia Tam Tử tuy đã cắt đứt mọi liên kết với gia tộc, nhưng không bao giờ rời khỏi vùng đất đó. Khi máy bay hạ cánh, Mọi người ngay lập tức đi đến nghĩa trang địa phương, một khu mộ phần tĩnh lặng, nơi trên mỗi mảnh bia mộ, tên vàng mờ mịt hoặc thậm chí đã bị mờ phai vì quá cũ. Bọn họ dừng xe ở nghĩa trang ngoài cùng, sau đó bước vào khu mộ. Chu Gia Ngư chú ý rằng trong nghĩa trang có rất nhiều bia mộ không có tên, hoặc có thể nói là tên đã bị mờ đi vì quá lâu. Nơi này không có người quản lý à? Chu Gia Ngư thắc mắc. Nghĩa trang này chắc chắn không thuộc về chính quyền địa phương, vì sao không có ai quản lý. Nghĩa trang thuộc về thành phố lớn ở gần đây, nơi này không phải là nơi lý tưởng để kiếm lời. Phí phong thủy rất cao và số lượng người được chôn ở đây không nhiều, gần đây hỏa táng đã trở nên phổ biến hơn. Lâm Giác giải thích, vì vậy không có ai muốn quản lý nơi này. Vậy chúng ta nên tìm ở đâu? Thẩm Nhất cùng nghĩ, nghĩa trang này nhỏ nhưng số lượng bia mộ lại rất nhiều, liệu chúng ta có thể tìm ra một cách nhanh chóng không? Tìm đi." Lâm Giáp thở dài, "Thông tin không chính xác, tôi chỉ biết rằng người đó được chôn ở đây, nhưng không biết chính xác là ở đâu." Bất kỳ ai cũng biết rằng việc tìm kiếm trong khu mộ này sẽ không dễ dàng. Mặc dù nghĩa trang đã được làm trống rất nhiều, nhưng vẫn còn hàng trăm bia mộ, vì vậy việc tìm kiếm không thể nhanh chóng. May mắn thay, vận may nghiêng về phía họ và Chu Gia Ngư đã phát hiện một bia mộ có vẻ khác biệt. Bia mộ này sạch sẽ hơn nhiều so với các bia mộ khác, có vẻ như thường xuyên được dọn dẹp và xung quanh bia mộ không có cỏ dại. Tìm thấy rồi. Khi thấy các chữ trên bia mộ được khắc một cách rõ ràng, Chu Gia Ngư xác định rằng họ đã đúng địa điểm và anh gọi lên mọi người, đây đúng là nơi. Mọi người quay lại nhìn vào phía Chu Gia Ngư. Đúng là bia mộ này. Lâm Giác đang kiểm tra bia mộ phía sau, có vẻ như người này thường xuyên được tế bái. Cô cúi xuống, vuốt nhẹ lên bề mặt bia mộ, nhìn thấy rằng bề mặt không có bụi bẩn nhiều, cho thấy nó thường xuyên được lau chùi. Có phải đó là nơi chôn cất đứa trẻ kia không? Chu Gia Ngư hỏi. Lâm Giác suy nghĩ một chút, không phải, chúng ta không phải là người đó. Có lẽ chỉ là một số ngày đặc biệt, có người đến tế bái mộ này. Mặc dù việc giữ cây đợi thỏ là một biện pháp hết sức ngây thơ, nhưng trong tình huống hiện tại, không có gì khác cả. Mọi người tiếp tục ở lại nghĩa trang và quan sát kỹ lưỡng. Thành minh sắp tới, nghĩa địa này trở nên ít náo nhiệt hơn một chút, nhưng vẫn có không ít người đến đây lái xe mang theo đồ cúng để viếng mộ. Tuy nhiên, sự chú ý của Chu Gia Ngư và nhóm của anh dường như tập trung vào một mảnh bia mộ yên bình và rất nhanh, họ chờ đợi đến khi có kết quả. Ban đầu, Chu Gia Ngư nghĩ rằng họ sẽ gặp một người đàn ông, nhưng thay vào đó, một ông lão tóc bạc với vẻ điềm đạm xuất hiện. Ông ta mang theo một rổ đồ và điều động trên mộ, bắt đầu làm sạch bằng cách quét tước, động tác rất thuần thục. Đến rồi, sau nhiều ngày chờ đợi như vậy, Lâm Giác cuối cùng đã không thể chờ đợi thêm nữa và dục. Mọi người nhìn theo hướng ông lão. Lão ông, Lâm Giác tiếp cận ông lão bằng một cách nhẹ nhàng, Ông là người quét tước ở đây. Ông lão nghe thấy tiếng nói của Lâm Giác, hơi ngạc nhiên một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía họ, các người là ai vậy? Chúng tôi, Lâm Giác giải thích, chúng tôi là bạn của người quét tước này. Anh ấy gặp một số vấn đề, chúng tôi lo lắng về anh ấy và đã đi khắp nơi tìm kiếm. Ông lão vẫn còn ít nghi ngờ, nhưng ít ra không cảnh giác quá mức, ông thở dài và nói rằng ông cũng không biết Tiểu Thiên đã đi đâu họ đã mất liên lạc với anh ấy suốt mười mấy ngày qua. Vậy à, Lâm Giác nói, thật là đáng buồn. Cô lộ ra một nụ cười buồn và thể hiện sự lo lắng về Tiểu Thiên. Chu Gia Ngư nhận ra rằng mỗi người trong gia đình Lâm đều là diễn viên xuất sắc, đặc biệt là Lâm Trục Thủy, người không bao giờ để lộ cảm xúc trên khuôn mặt của mình. Ông lão cũng có chút lo lắng và hỏi họ về những gì đã xảy ra. Xin lỗi, không thể nói rõ lắm, lâm giác cười khổ ông ơi vì tình hình đang rất căng thẳng nếu ông có bất kỳ gợi ý nào xin vui lòng cho chúng tôi biết chúng tôi sợ rằng nếu chúng tôi muộn màng quá thì sẽ không kịp ông lão dù vẫn còn ít nghi ngờ nhưng đã hỏi về những gì đã xảy ra với tiểu thiên lão nhân càng nghe càng căng thẳng cuối cùng ông lôi kéo tay lâm giác và nghiêm trọng nói rằng không được tiểu thiên không được phép xảy ra chuyện gì lâm giác cố gắng động viên lão ông, không có gì lớn lao, tiểu thiên sẽ an toàn. Cô nói lời này, trong đôi mắt tỏa nước mắt, bởi vì bất kỳ tình huống nào, tiểu thiên cũng sẵn lòng hy sinh, nhưng chúng ta không nên nói về điều đó. Dù hành động của lâm giác có chút đe dọa, nhưng thật sự đã có tác dụng. Ông lão rơi vào tâm trạng lo lắng, nói rằng ông cũng không biết tiểu thiên đi đâu, nhưng do đây là dịp thanh minh. Nếu không có vấn đề gì xảy ra với Tiểu Thiên, Ông sẽ đưa mẹ của anh ấy đến viếng mộ. Khi nghe điều này, bầu không khí trong nhóm lỏng lẻo hơn. "Thật tốt quá." Lâm Giác nói, "Lão ông, chúng tôi sẽ đưa ông về." Núi này không dễ đi đâu. Ông lão có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng, sau sự khuyên bảo của Lâm Giác, ông vẫn đồng ý. Vì vậy, nhóm đưa ông lão về nhà. Hoàn cảnh ở nơi ở của ông lão không quá tốt, không có thang máy cũng không có bảo vệ. Mọi người lo lắng khi ông lão leo lên cầu thang, nhìn thấy ông mở cửa và đi vào nhà mới chịu lòng nhẹ nhõm. Các bạn có muốn vào ngồi một lát không? Lúc này, ông lão xác nhận rằng họ không phải là những kẻ xấu, do đó, sau một chút do dự, ông vẫn mời họ vào. Sẽ không phiền bạn." Lâm Giác từ chối. "Không có gì phiền toái cả." Ông lão nói, "Có lẽ đã lâu không ai tới chơi." Cô nói, hãy vào ngồi một chút, đã lâu không có ai để nói chuyện vui vẻ. Lời mời này khiến mọi người không thể từ chối, cuối cùng họ vẫn là vào nhà của ông lão, ngồi xuống trên những chiếc ghế gãy nát bên trong. Tiểu Thiên vẫn luôn là một người hiền lành, tôi vẫn lo lắng liệu anh ấy có bị bắt nạt không. Ông lão nói một cách lo lắng, khi thấy có các cô cậu, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Nghe điều này, tâm trạng của Chu Gia Ngư trở nên phức tạp hơn rõ ràng họ đã đạt được mục tiêu nhưng trước mắt ông lão thế giới của tiểu thiên là một thế giới đặc biệt tồn tại đúng vậy tôi có điều muốn hỏi các cậu ông lão bất ngờ mở miệng tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần cảm thấy ông lão có thể sẽ đặt ra một vấn đề nghiêm trọng nhưng bất ngờ ông nhỏ giọng nói tiểu thiên bạn đang hẹn hò với ai không lâm giác trong một thế giới như vậy mọi người đều là gia trưởng phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn